sẽ tháo cái này ra. Đây, bạn tháo ra xong là vệ sinh sạch sẽ cái cảm biến này. Đó, cái cảm biến này. Rồi, ok. Rồi, sau đó lắp vào. Rồi, sau đó lắp vào. Đấy, thì tháo cái họng này ra thì có mấy con vít này, này con vít này, này. Vít bên này này. Rồi. Và bốn cái ốc ở trong này. Rồi, bạn tháo hết ra. Xong bạn nâng toàn bộ cái cốp này ra. Đấy, sẽ thấy được ở bên trong. Này, và giờ bạn mở cái khung ra rồi thì bạn tháo cái cảm biến này. Đó, đây là cái cảm biến được cái đấy, bạn tháo cái này ra vệ sinh sạch sẽ đi. Sạch cái cảm biến này. Đó. Bởi vì nếu như nó bẩn này nó sẽ cảm biến sai. Bạn tháo ra lau sạch. Rồi xong lại lắp vào cũ. Okay. Ok, không có vấn đề gì nữa. Cảm biến đây là cảm biến sai, nó bẩn, nó không còn nhạy nữa, nên là mình lau sạch thì là sẽ ok.